Trong tập trước, sau khi chiến đấu với gấu khổng lồ và giúp ông chúa bảo vệ tổ ông, Ngốc cùng hai anh tìm được cánh cổng dẫn đến vương quốc pháp thuật. À, đẹp quá à. Cảm ơn ba hoàng tử đã vượt qua mọi gian khó để đến được đây. Nhưng mà trước mắt các cậu sẽ là những thử thách rất cam go, yêu cầu lòng dũng cảm và sự quyết tâm vượt khó. Nếu chấp nhận, xin mời bước qua cánh cổng này. Mình đã nghe ông chúa kể lại, có phải trước đây cậu cũng từng là con người không? Đúng vậy, lời tiên tri nói rằng chỉ có người can đảm nhất mới hóa giải được lời nguyền của vương quốc này thôi. Em tin ba đuôi, để em vào trước cha. Đợi tụi anh đi cùng với. Giờ chúng ta cần làm gì? Mộ phù thủy ở đâu? Hóa giải lời nguyền như thế nào? Các hoàng tử xin hãy bình tĩnh. Đường xá xa xôi, đêm nay xin hãy nghỉ ngơi tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Như các hoàng tử đã thấy, xung quanh tòa lâu đài này là các bức tượng bằng đá. Nhưng trước đây, tất cả những bức tượng đó đều là người. Hả? Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Ngày xưa, nơi đây từng là một vương quốc pháp thuật, nơi con người và loài vật chung sống với nhau rất hòa bình. Nhưng bỗng dưng có một ngày, xuất hiện một mụ phù thủy độc ác. Mụ ta tấn công vương quốc bằng ma thuật hắc ám và khiến cho con người cũng như loài vật vô cùng khiếp sợ. Sau đó, mụ bắt lấy ba cô công chúa của ta rồi giam giữ ở trên đỉnh tòa tháp, đặt ra ba thử thách dành cho các hoàng tử của vương quốc khác. Và nếu như thất bại thì các hoàng tử cũng sẽ bị biến thành đá. Vậy những bức tượng bằng đá ngoài kia chính là do ma thuật của mụ phù thủy biến thành hay sao? Đúng vậy, với những người không có phép thuật thì họ sẽ bị biến thành đá ngay. Vậy với những người có phép thuật thì sao? Họ sẽ bị biến thành các loài động vật khác. Đó chính là lý do tại sao ở vương quốc này có một số loài động vật có thể nói được tiếng người. Vậy phải làm sao để hóa giải lời nguyền đây? Nếu có thể vượt qua ba thử thách mà mụ phù thủy đã đề ra thì lời nguyền sẽ tự khắc được hóa giải. Vậy trước khi biến thành chú chó ba đuôi, cậu là? Ta chính là đức vua của vương quốc này. Bây giờ, đất nước của ta đang lâm nguy. Theo như lời tiên tri, thì chỉ có những hoàng tử dũng cảm nhất mới có thể giải được lời nguyền thôi. Xin ngài hãy cho chúng tôi biết thử thách đầu tiên là gì. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Chưa có chuyện gì có thể làm khó được ba anh em chúng tôi. Nhưng đây là thử thách cá nhân, tức là chỉ từng người được thực hiện. Và nếu như không hoàn thành thì cũng sẽ bị trừng phạt. Không biết mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta đã sẵn sàng. Lại có kẻ ngốc nghếch nào dám đến thách thức ta vậy hả? Mọi người lùi lại. Mụ phù thủy sắp xuất hiện và mụ sẽ đích thân đưa ra thử thách. Kẻ nào sẽ thực hiện thử thách đầu tiên của ta? Thử thách mang tên khu rừng bí mật. Ta là anh cả, rừng rậm vốn là nơi yêu thích của ta. Ta sẽ thực hiện thử thách này. Tất cả những kẻ bị quá đá ngoài khu rừng kia đều tự tin về khả năng của bản thân như ngươi. Đừng nhiều lời, nhanh nêu ra thử thách của ngươi đi. Quả là một hoàng tử can đảm. Được, hãy nghe kỹ đây. Hãy tìm đủ 1000 viên ngọc về đây trước khi trời tối là sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai em chờ ta ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, phải lập tức quay về bẩm báo với phụ vương. Không được tự ý đi tìm ta.
để che đi ánh sáng của nó. Chúng ta có được vào giúp anh không? Chúng ta sẽ chỉ tìm thôi, còn anh hai sẽ lấy nó. Các ngươi đừng hòng giỡn trò với ta. Nếu bất kỳ một ai bước vào cánh rừng thì sẽ lập tức biến thành đá.